Dạ. Còn nhỏ mà. Thế giờ con kiếm cho ông một bà đó về ở chung với ông được không? Trời ơi, giờ lấy gì ăn rồi, có đâu rồi, lấy ăn đâu mà giờ ở chung đây. Thì lấy thêm bà nữa về bà hai ông bà làm nuôi nhau. Sợ làm không nổi chứ không dám đâu con ơi. Sợ làm không có tiền bạc nuôi. Nhưng mà giờ bây giờ ông có muốn ở chung không? Thôi, sao mà lại. Chú cháu mình nó thiệt, không dạ. Dám. Ở đây mà không có đồ ăn uống gì ra thì chỉ làm không ra tiền người ta cười chết á. Không, giờ như dụ có một bà mà người ta không quan trọng, người ta ở về ở với ông có muốn người ta về ở với ông không? Ở thì là ông hay muốn rồi đó, mà ngược lại mình sợ lo không được người ta nói mà. Thì cái người nào mà người ta thấy hoàn cảnh, người ta hiểu cho hơn cho mình đó, thấy hoàn cảnh mình như vậy đó thì người ta ở chung với mình thì ông có đồng ý không? Đồng ý chứ, cái đó đồng ý. Vậy là ý ông vẫn muốn kiếm một người làm bầu bạn đúng không? Hữu hỷ nhau. Lại là Khoa đây. Khoa xin kính chào cô, ông bà, cô chú và quý vị anh chị. Chúc ông bà, cô chú và quý vị anh chị một ngày mới là nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc. Thì hôm nay Khoa cũng đi quay lại một cái hoàn cảnh ở trong Thanh Sơn đó mọi người. Thì nói chung là mình cũng không có biết được cái xã này là xã Thanh, mình biết được xã Thanh Sơn nhưng không biết được ấp mấy á mọi người. Thì đây nó có cái ở đây nó có cái bảng nè mọi người. Đó. Cái bảng này thì ở cầu Hội Ngộ 15 là quỹ gây cầu vòng xa là ở ấp 5 ha mọi người, ấp 5 xã Thanh Sơn huyện Quán tỉnh Đồng Nai. Đó. Thì cũng có một cái hoàn cảnh của chú này á. Đây mọi người. Có một hoàn cảnh của một cái chú ở có một mình thôi. Đó. Thì chú ở có một mình trong cái ngôi nhà thôi. Thì mình cũng thấy chú cũng khó khăn á. Thì mình cũng quay lại để mình gửi mình cho cô chú và quý vị anh chị xem ha. Đây thì mời mọi người đi theo em vô nhà chú đây nè mọi người. Đó. Đây là cái ngôi nhà, đây là ngôi nhà của chú anh rồi. Đó thì con chào chú nha. Chú đi vô nhà đi vô nhà đi chú. Này chú cho con kẹp cái này chút xíu nói cho nó rõ ha. Được rồi. Thì chú cho con hỏi này là chú sống có một mình có vợ con gì không? Không. Lúc trước á, hồi thanh niên có vợ mà thôi lâu lắm rồi. Dạ. Cái giờ không có vợ luôn. Là hồi thanh niên là có vợ nhưng mà chú với vợ thôi nhau lâu chưa? Rồi này mấy chục năm, mấy ngàn năm. Mấy chục năm rồi. Con cái, có con cái không? Có được con Hiền mà giờ nó con lấy chồng nó đi ở Bình Phước. À, là con chú lấy chồng ở Bình Phước rồi hả? Ừ, dạ. Có được con Hiền. Dạ, giờ chú có, ở đây, chú con... sống đây, còn con thì ở Bình Phước. Ừ, dạ. Có đứa mà không rồi. Dạ. Cái giờ... Vậy thì chú cho con hỏi là chú sống đây thì chú làm cái gì chú sống? Tại đi gà chuột mẹ. Chú đi gà chuột hả? Ừ, gà chuột mấy chục cái rọ trên đầu thì tại gà bữa bán được con 20, 15 ngàn, 10 ngàn. Dạ. Gà chuột cơ 10 ngàn. Vậy chú năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? 70 hả? 70 hả? Ừ, đây, con cái giấy nào đấy. À, cái căn đây là căn cước của chú là mình. Ừ, giấy... Chú sinh năm 54. Dạ, 54. Ngày Tết là 70. Dạ. Đó. Cũng lớn tuổi thôi mà chú có một mình chú có mình ở Sài Gòn ở đại mày biết là chết chú có 4 lần rồi đi chích rồi giấy tờ đâu à tao thiệt tình tao mượn người ta chở đi chích bệnh virus là tao cũng lo rồi chơi nó chú ở đây thì chú gạch chuột thì đi bán người ta lại người ta mua chú đề bạn xong rồi là người ta lại người ta mua người ta hỏi thăm người ta lại mua nè chú chích virus 4 lần luôn. Con biết rồi, cái này thì cái lúc mà dịch bệnh thì người ta chích đi chích dạ, đúng rồi, cái này cái giấy chích ngừa chích ngừa đó con dạ. Thì giờ chú
Cái này là chú lên chú nấu cho anh chó ăn. Nấu cho chó hả mọi người? Ừ, chế củi để măng này thì chú lấy chú làm gì? À, làm dưa chua ăn đó mà. À, măng này là làm dưa chua này. Ừ, gà, gà chua đó. Dạ, cái măng này làm dưa chua. Gà chua ăn. Để mình dạ. ăn hàng ngày mà. Dạ, chú ăn cơm với gì đây? Để con coi chút xíu nha. Ừ, đó, canh. Cái này canh cái này là cái gì chú? Canh canh gì vậy? Canh đu đủ, canh măng. À, măng măng với này cái cây gì, cái giống cây lục bình chứ ạ? À? Hay là cái cây ba khía? Môn. À dạ dạ. Môn, dạ. Cái đó là chuột. À. Gà chuột được miếng chuột á. Dạ, đây là cái con chuột chú gài được cái đúng không? À, gà chuột để chiên ăn rồi. Dạ. Chú thiệt tình. Cái này là chú nấu trên cái bếp ga mini này luôn hả? Không. Cái bếp ga nó hư rồi, giờ nấu củi đó. Giờ chú nấu củi. Ờ, nấu củi thì để lên đó mà. Dạ. Nó gãi rồi. Đây là cái bếp của chú đây hả? Ờ, cái bếp. Ờ. Đốt củi vô chùm. Cái ga mini nó hư bạ. Dạ. Cái gãi hết than rồi, hết mát. Thì cô chú, quý anh chị đã cũng nhìn thấy cái nhà của chú đây rồi. Nói chung là ở trong cái ngôi nhà cũng không có được lành lắm. Không dạ, lành. Thì dột nát. Nó thì mọi người thấy ông ở trên này là phần bạc này. Bạc. Đó. Thì cái này cũng. Này tre. Cái này dựng bằng tre. Ừ tre. À, xung quanh thì nói chung là cũng dừng. Tre bạc tre. Tre bạc. Bạc chỉ bằng tre thôi chứ không có dùng bằng gì hết. Bạc do nó chứng kiến rồi. Thì cái này ủa mà sao con thấy trong nhà mình cũng mấy cái giường mà chú? À, cái giường là cái ông mà ta ở đậu giường của ông. À ý là người ông ta lâu lâu về đâu ở ngoài lại bạn. Lâu lâu người ta về đây người ta ở đậu ở ấy thì ở chung với chú cho nó vui đúng không? Ờ ví dụ tháng hai tháng ta về lần đúng không? Dạ. Chứ đâu có. Đây mọi người thấy không? Đây là cái căn nhà của chú. Đó. Đây là căn nhà của chú, cô chú, quý vị anh chị. Cũng không có cái gì. Trong nhà cũng trống trơn, không có gì hết á. Ăn thì nói chung là nghe chú nói là đi bẫy chuột thì một ngày chú đi bẫy chuột vậy thì được bao nhiêu chú? Trời ơi, ngày được 20, có khi 30, có khi 10.000, có khi không có luôn. Mấy chục cái mà khi không có luôn. Đó, ngôi nhà thì cũng không có chuột gì, quần áo quá. Thì cũng quần áo thì cũng không có gì hết, gọi là cái đồ gì mới hết mọi người. Sống có một mình thôi. Đó. Chú ở đây từ nào giao giấy tờ đàng hoàng hết rồi. Nó khổ đó, nằm ngôi nhà như này. Đâu chịu. Giờ hết biết được đó. Đó. Đi lên đi xuống bằng cầu thang này luôn hả chú? Ừ, đi đại nhiều quá. Rồi chú đi ra ngoài, nếu mà chú muốn đi ra ngoài thì ngoài có mấy cây gãy đi rút lên kia. Đi dạ. Chống gậy đi. Có mấy cây gậy không? Ba con cây. Chứ giờ thì con nãy giờ thì con gọi bằng chú nhưng mà con xin phép là con xin lỗi chú là nãy giờ con không biết tuổi chú á. Thì nãy chú nói là 70 thì con gọi đúng là con cũng phải gọi bằng là bác hay bằng chú, ông gì đó. Bác, dạ. Ông gì chứ tại vì con cũng đang nhỏ tuổi á. Đâu, đâu thì rồi. Con xin lỗi cái thôi gì. Thì cái này là ông sống một mình. Đúng. Không có vợ con gì hết. Không. Dạ. Có mình thì đó. Rồi cái giếng giờ sụp nè, rồi dạ. Xách nước giếng giờ hứng nước mưa xài. Dạ. Mẹ cái lu mới gì rồi nó bể cái lu nó chết rồi. À. Không vậy có vậy để ông cho con hỏi lại nè, chút xíu là bây giờ ông ở đây có một mình rồi có được nhà bên không, nhà nước trợ nhà cấp gì không? Mới vừa rồi cho sức quà 10 kg gạo. À cho nhà nước cho ông được 10 kg gạo. Chỉ được mì để. Đó. Dạ là con thấy để kia đúng không? Dạ? Mới cho mới cho này bác bữa chủ nhật. Dạ. Thứ hai chủ nhật gì mới đây. Ông về đây được bao nhiêu năm rồi? Tại ta ở đây từ hồi nhỏ lớn mà. Từ nào giờ? Ủa trước là trước đây là ông ở đâu? Trước đây là lên Bình Phước. Trước đây là ông lên Bình Phước. Bình Phước rồi đó về nhà bà già đây. Dạ. Quê Bến Tre. Dạ. Gốc Bến Tre mà. Dạ. Quyền Trơm tỉnh Bến Tre rồi dạ. Mới về đây. Bà già mua lượng mẫu đất bên số Bến Tre đó. Dạ. Rồi mua bánh giờ bà chết rồi chị đứa hai công bán mẹ nó ăn hết rồi. Dạ. Tao cũng hai công bán hết luôn có đâu nữa trời. Vậy thì sao ông lớn tuổi thì sao không về với con gái? Con gái giờ nó có chồng con cái. Chồng mà nó cũng khổ quá. Nó dạ. Cũng khổ quá. Nó ở đậu người ta làm sao mình ở được. Dạ. Nó có chồng hai đứa con rồi mà nó ở đậu đất người ta rồi nhà người ta rồi mình là
cha nó ruột nó mày làm sao ở. Dạ. Nó cũng quê quê. Thì đất này là đất của chú hay là đất của người ta? Của người ta mà đó. Cái ông ở đây là ông cho mình luôn. À ý là cái ông con cái đất này là ông cho mình cái đất này. Ở đây đi. Cho ở hay là ông cho mình chú? Ông nói bây giờ ở chừng nào ở thì chết thôi. À ý là người ta nói là cho ở cái chừng nào mình chết thì thôi đó. Ừ, đúng không? Là đi đâu đi ví dụ vậy. Dạ. Là cho luôn. Bởi vì lý do là cái đất này đất nước ngập móc dưới suối đem lên. Dạ. Rồi mới được làm cái nhà. Chứ không phải cái đồng ý cái đất của đất của người ta mà ngược lại người ta bỏ rồi. Dạ. Ông coi cơm con coi ông nấu cơm rồi. Hết rồi. Chưa nấu cơm luôn hả? Ờ chưa. Hết rồi. Thì ba cái đồ này nó cũng thì nấu nước tạm đi, cái bình nước lọc nấu tạm. Nước cơm với nước mắm này. Ngày qua lãnh quà được cho chai nước mắm này. Cho ông được chai nước mắm đó nữa hả? Ừ, nếu quá cái gì đó. Rồi sao cái ba cái đồ ba cái ấy này ông không bán chai cho nó gọn gàng đi cho nó bớt đi. Rồi cái có ai vô để mua đâu có tôi cũng bán bớt đi. Rồi cái này là ba cái trái su su này là cái áo cái lượm cái đó nhúm lửa đó. Mũ. À cái này chú lượm hả? Cái mũ keo su người ta cạo đó. À dạ. Mình lượm về nhúm lửa con. Dạ dạ. Đó, mọi người thấy không trong cái gia đình thì chú cũng không có cái gì không có cái gì đặc sắc lắm, cũng không có gì để ăn, nói chung là chú sống có một mình, ông sống có một mình thôi, ông xin lỗi mọi người nha, ông sống có một mình thôi đó. Thì cái ngôi nhà của ông thì cũng cũng siêu vẹo hết rồi. Đó cái này nó mới sập, bữa đó mượn người ta đưa cái cây vô mới sập. Dạ. Đưa cái cây vô lót ngang để sập xuống. Dạ rồi thì như thế này tạm đi luôn. Dạ. Thì con cho mọi cô chú ông bà xem là xung quanh cái ngôi nhà của mình đây. Cũng siêu vẹo hết rồi thì, cô chú ông bà đó mọi người thấy không đó, thì giếng thì nghe chú nói cũng sập luôn rồi nè. Cái giếng ăn này cũng sập rồi. Đây. Ủa cái giếng nó đục ngầu vậy luôn hả chú? Ừ, nó sập hay nước nó đục rồi. Nó hứng nước bơm chạy không rồi chứ. Nước nó đục rồi. Đó, đục như vậy luôn rồi. Ừ, nó đục rồi. Lỡ đất hết rồi. Dạ, nó nở vậy chú như lỡ chú. Lỡ đất hả? Cái gì tránh? Này tắm rửa ở trong này hả? Đây là cái nhà tắm của chú nè. Đó. Nhà tắm của ông. Nước cái nước nó đục vậy rồi ông ăn rồi nó xài nước mưa con. Giờ xài nước mưa hả? Ừ, hứng cái mà này đó. Hay luôn quá. Nếu giếng cái lở nó đục ngầu luôn rồi. Thì ăn uống cái này giờ bệnh chết hả? Lở hết rồi. Dạ. Phải buộc dây lại chứ không té. Đây là nó đục như vậy luôn mà. Ờ, giờ xài nước mưa không à? À mọi người thấy không? Con mình. Con chó nghe. Thế này cái nó ở sát suối như vậy luôn thì đúng rồi, cái nước suối này nó đục như vậy thì đúng rồi nè mọi người ơi, cả nhà mình là đây. Mình đi ra đằng sau là chú ông ở sát cái suối luôn. Đó. Cũng không có giếng, cũng không có gì hết. Cái giếng thì nó sập xuống, nó đục ngầu như vậy là nó đục, quá đục rồi. Thì xung quanh đây là đó. Đây là ông lấy cái bể này hứng nước mưa nè. À, hai cái chùm này hứng nước mưa. Hứng cái nước mưa để ăn ạ. Cái này là ông hứng nước mưa ở đây ông ăn hả? Ừ, đó hứng để xài ăn á. Trời ơi, này ông hứng nước mưa như vậy thì không sợ mấy con lăng quăng rồi lá lung lung quá trời. Để nấu uống, để nấu ăn á. Để vậy nấu ăn luôn? Ừ, chứ giờ làm sao? Sao ông không lấy cái gì ông đậy lại cho nó kín lại? Có, nắp đồ đậy cái mồ. Đi đại luôn. Cái ngôi nhà nè mọi người nhìn thấy không? Đó. Đi tạm đại luôn quá. Thì nói chung á là ông thì cũng lớn tuổi rồi, năm nay cũng 70 rồi. Nhà cửa cũng siêu vẹo là cũng không sửa sang gì được nữa hết á. Thì
Đó. Ông năm nay 70 rồi mà ông đi lại cũng còn khỏe chứ. Đâu, đi phải chống cậy cơ. À nó phải có mấy cái gậy chứ. Chứ đi xa xa không được. Cái chân ông bị sao ạ? Nó bị coi như nó tê bại đó mà. À nó như là nó bị liệt, bị liệt một nửa bên ấy vậy. Nửa bên. À. Nó yếu. Là nó cũng quắp lại như vậy hả? Nó ít ngay không được, không gấp nè. À. Không ngay được. Dạ. Nó gần dữ lắm nó mới lên được không rồi. Vậy thì con gái ông ở Bình Phước là lâu lâu có về thăm ông không? Trời ơi, năm nay nó chưa về tới đây lần. À. Nó ở Sài Nao, Bình Phước mà nó còn khổ quá. Dạ. Nó có chồng hai đứa con mà nó cũng không có nhà cửa, bên chồng nó có nhà cửa, mượn nhà nó ở đậu mà. Dạ. Nha Bình Phước, Sài Nao đánh. Vậy thì chỉ ở dưới đó con cái chỉ được bao nhiêu người con này? Hai đứa. Hai người thằng con. Thằng trai đứa gái đang đi học lớp 1, lớp 2 gì đó. Con nhỏ mà. Ấy là con của ông năm nay bao nhiêu tuổi? Nó năm nay anh là 22 là 23 tuổi vậy hả? Con nhỏ mà. Giờ con kiếm cho ông một bà về ở chung với ông được không? Trời ơi, giờ lấy gì ăn mà có đâu lấy ăn đâu mà giờ ở chung đây. Thì lấy thêm bà nữa về bà hai ông bà làm nuôi nhau. Sợ làm không nổi chứ không dám đâu con ơi. Sẽ làm không có tiền bạc nuôi. Nhưng mà giờ bây giờ ông có muốn ở chung không? Thôi, không phải. Chú cháu mình nó sẽ không dám. Ở đây mà không có đồ ăn uống gì ra thì chỉ làm không ra tiền người ta cười chết á. Không, giờ như dụ có một bà mà người ta không quan trọng, người ta ở về ở với ông có muốn người ta về ở với ông không? Ở thì đó là ông hay muốn rồi đó, mà ngược lại mà sợ lo không được người ta nói mình. Thì cái người nào mà người ta thấy hoàn cảnh người ta hiểu cho mình đó, thấy hoàn cảnh mình như vậy đó thì người ta ở chung với mình thì ông có đồng ý không? Đồng ý chứ. Cái đó đồng vậy ý. Vậy là ông vẫn muốn kiếm một người làm bầu bạn đúng không? Hữu hỷ nhau. Là mình sống tới già tới chết, ví dụ. Dạ. Rồi là có gì mình đổi lăn ký gì mình ăn lấy, mình sống tình thương minh thương nhau. Dạ. Cũng được mà cái sợ mình lo không nổi người ta là không chịu. Thì nói chung là người ta thì thấy vậy nhưng mà người ta cũng không có nghĩ đến hoàn cảnh thì người ta muốn sống mình. Thì cái đó thì được. Con nói đó chú bác tham ơn con. Cái đó được. Mà ngược lại người ta như vậy ở hô hủy mà người ta giúp vậy được phước. Chứ sợ mà mình lo được người ta nói cho. Rồi trong những cái con cho con hỏi lại chút xíu đây, trong những cái lúc mà ông không bẫy được chuột đó thì ông lấy cái gì? Đi làm mướn. Đi làm mướn hả? Mà người ta kêu đi làm biết sao đào mương nè. Vét mương nè, ngày anh trả được 200 cho ăn cơm. Ý là người ta kêu ông đi đào mương, vét mương vườn nước để cho người ta nước chảy ra. Dạ. Đó, rồi người ta trả tiền. Có khi người ta trả có 100, 150, có khi người ta trả cho 200. Dạ. Mà lâu lâu người ta mới muốn lần. Cái mình què trả tiền ít tay muốn mới đau. Dạ. Đó. Rồi đặt mấy cái đú dưới suối này là kiếm cá. Mày cá ở đây như có nhiều không? Ít rồi, năm nay không có cá. Tại lưới bén, tại dằn, tại còn phải cuốn lên. Năm nay cá tệ quá. Vậy thì thường cho con hỏi luôn là thường thường ở đây thì dân ở đây thì làm cái nghề gì để sống? Đi làm cá bầu. Đi làm cá bầu. Làm cá dằn lưới, làm đú ngoài hồ, cá dữ lắm. Dạ. Nước bờ hồ á, dạ. Đây dân để đổ ra bờ hồ là, với dân đây là lúc trước mà chú Bình cứ rút làm xài, dạ. Xài đầy lon đó, dạ, dạ. Chúng, rồi năm nay bị xài lon trẻ rồi giờ đi làm cá, dạ. Rồi có người ta có đất người ta làm rẫy, người ta trồng tỉa người ta sống, mình không có, mình đi làm mướn vậy nó giống, dạ. Ráng kia. Thì là trong những cái lúc mà ông không bẫy được chuột thì ông lại đi làm mướn không anh? Ông ma cả hơn, là. Xin lỗi mày nghe, người ta chạy được, ông ba ta nói nghe nè, cho được 50%. Dạ. Ta cho, nó thấy ông khổ quá thì cho. Thì hôm bữa con cũng có quay bà lên thì nói chung là cũng có một số mạnh thường quân á. Người ta cũng gửi cho bà được ít thì nay con vô con gửi lại cho bà á. Để trên cái đường đi con. Quá. Dạ. Ông tội nghiệp bà ở của mình, bà phải gia đình bà giàu. Dạ đúng rồi. Bà mình bà thấy tội cái đó. Thì con vậy? Cái thì con không biết là nó con sao? Cái ở đâu hay là như thế nào. Ở ngoài nước là lễ bãi á. Dạ, con không biết nhưng mà con thấy thì ở như vậy cũng tội á. Trời ơi, ở cái nhà kế bên nhà nấu rượu cũng con bán. Cái nhà kế bên đó. Dạ. Cái thằng nó nấu rượu té gãy như do giò rồi. Dạ. Nó nằm ngoài lễ bãi rồi.
giờ đứa con nó nấu đó cái đó nó đầu cầu dán nè. Dạ. Thì con cũng ghé thăm con quay bả xong thì con đi ra đây thì tiện con thấy chú đây thì con cũng ghé hên, con à, ông chứ con con ghé thăm ông chút xíu quay ông rồi có gì á thì đợt sau con quay lại á ví dụ như mà ai mà muốn giúp đỡ ông á ráng thì con sẽ quay lại con sẽ lại quay lại con gửi cho ông ha. rồi dạ. Thì con cũng chú mới ăn không quá. Dạ. Chứ giờ chú nói thì nói là chú rớt quá mệt khổ quá rồi đáng cắn rằng chịu không biết tao không hút thuốc mà không uống rượu nữa chứ ví dụ có lâu lâu làm ly nửa ly nghe có ví dụ có uống không có thôi dạ. Mà không uống thuốc nữa này ông có uống rượu không 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 thế ông không uống rượu hả thí dụ có gặp là hai là bao nhiêu người gì ví dụ cái nè rượu thuốc cái này rượu thuốc hả mệt con mệt con rắc ngâm á ví dụ làm mấy hết dạ. Chứ đâu có dám uống nhiều đâu mình chết à thì con quay nãy giờ rồi thì con xin phép là con xin tạm dừng cái video tại đây đi rồi ông có mong muốn gì ông nói ra cho Mạnh Thường Quân người ta coi người ta có giúp đỡ được ông không thì ông cứ nói mạnh dạn ông nói đi coi là như thế nào ông có mong muốn của ông như thế nào thì nhờ như các ban ngành đoàn thể mà Mạnh Thường Quân đáng giúp tôi ví dụ cho tôi áo quần hay tiền bạc bận hay gì đi thôi không cần. Dạ thì ý là ông giờ bây giờ ông nói chung là ông chỉ cần là áo quần mặc với lại tiền xài xài chút đỉnh gì dạ thì ít tiền xài chút đỉnh thôi đúng không nhỉ. Dạ thì con giúp tôi về. Dạ thì con cũng về ở đỡ đi. Dạ. Tao 70 rồi biết thì sao. Dạ thì con cũng gửi cái video này lên trên cộng đồng mạng rồi coi là Mạnh Thường Quân nếu mà ai coi được những cái video này đó thì giúp đỡ được ông cái phần quà nào thì giúp rồi, đỡ. Rồi đó. Dạ, đó quà thì tao mới một phần quà nấy. Dạ rồi con cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Dạ, thì con hẹn